sữa tươi ít đường Mộc Châu Milk, sản phẩm chất lượng từ công ty trên 60 năm lịch sử. Chất lượng sữa tươi nguyên chất làm nên khác biệt cho Mộc Châu Milk. Với lợi thế vùng nguyên liệu bò sữa quy mô lớn, Mộc Châu Milk hiện chiếm khoảng 10% thị phần trên thị trường ngành sữa. Tính riêng thị phần khu vực miền Bắc, tỷ lệ này lên tới 35%. Sở dĩ Mộc Châu Milk gây dựng được vị thế vững chắc trong lòng người tiêu dùng, chính là nhờ tôn chỉ sử dụng sữa tươi hoàn toàn nguyên chất suốt hơn 60 năm hình thành và phát triển. Công ty hiện cung cấp ra thị trường hơn 40 loại sản phẩm như sữa tươi thanh trùng, sữa tươi tiệt trùng, sữa chua uống, sữa chua ăn, sữa chua nếp cẩm, phô mai, bơ tươi nguyên chất, bánh sữa, váng sữa được người tiêu dùng đón nhận nồng nhiệt. Bất cứ sản phẩm nào cũng được Mộc Châu Milk ghi rõ xuất xứ nguồn nguyên liệu sữa đầu vào trên bao bì, yếu tố quan trọng nhất cấu thành nên chất lượng sản phẩm. Đó là nguồn sữa chất lượng cao từ đàn bò chăn thả trên thảo nguyên xanh Mộc Châu, nơi được thiên nhiên ban tặng cho đất đai màu mỡ, khí hậu quanh năm mát mẻ, phù hợp để phát triển đàn bò sữa mà không vùng đất nào sánh được. Khẩu phần ăn của đàn bò được các chuyên gia Mộc Châu Milk nghiên cứu nhiều năm nay. Ngoài các loại cỏ tươi có hàm lượng dinh dưỡng cao trồng theo chuẩn Việt Gáp, bò còn được bổ sung thêm thức ăn ủ chua, cỏ khô alpha pha Mỹ và các loại thức ăn phối trộn TMG để đảm bảo chất lượng dinh dưỡng tốt nhất cho sự sinh trưởng và quá trình tiết sữa của những cô bò. Nhờ vậy, vùng nguyên liệu không chỉ đảm bảo sạch từ đồng cỏ đến ly sữa, mà còn tạo ra nguồn sữa dinh dưỡng chất lượng loại 1, với hàm lượng protein đạt trên 3%, chất béo từ 3,4% trở lên, tự nhiên và giàu dinh dưỡng. Sữa tươi Mộc Châu Milk rất dồi dào canxi giúp trẻ nhỏ phát triển chiều cao, người cao tuổi ngừa bệnh loãng xương. Ngoài ra, còn giàu các chất chống oxy hóa như beta-carotene, vitamin E, có tác dụng làm đẹp cho phụ nữ. Tâm huyết làm sữa tươi ít đường thay đổi thói quen người dùng. Hơn 60 năm làm sữa vì cộng đồng, câu chuyện sữa tươi nguyên chất đang được Mộc Châu Milk từng bước nâng lên tầm cao mới, không chỉ bảo toàn vẹn nguyên những dưỡng chất tinh túy thiên nhiên, mà còn phải ngày càng tốt hơn cho sức khỏe. Bên cạnh thành công với các dòng sản phẩm sữa tươi thanh trùng và tiệt trùng 100% tự nhiên, sữa chua uống, sữa chua ăn, Mộc Châu Milk đã không ngừng đầu tư và nghiên cứu để phát triển thêm các sản phẩm mới. Gần đây nhất là sản phẩm sữa tươi 100% tiệt trùng ít đường, với công thức giảm 25% đường so với các sản phẩm sữa có đường thông thường. Hầu hết người tiêu dùng hiện vẫn có thói quen sử dụng các sản phẩm có nhiều đường. Không ít trẻ nhỏ còn nghiện hương vị ngọt lịm của đường, dẫn tới tình trạng nạp quá nhiều đường vào cơ thể so với khuyến cáo. Vì vậy, trách nhiệm sản xuất ra những dòng sữa tươi ngon, bổ dưỡng, ít đường là cách thiết thực mà doanh nghiệp nâng cao tầm vóc và trí tuệ người Việt, đồng thời bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng trong bối cảnh tỷ lệ mắc các bệnh tim mạch, béo phì, tiểu đường ngày càng gia tăng. Để dòng sữa mát lành từ thảo nguyên xanh tươi ngon đến tận tay người tiêu dùng, Mộc Châu Milk đã đầu tư áp dụng các công nghệ chế biến và đóng gói hiện đại nhất thế giới. Sản phẩm sản xuất trên dây chuyền hiện đại khép kín của Tetra Pak, Thụy Điển theo tiêu chuẩn châu Âu, đảm bảo giữ chọn dinh dưỡng tự nhiên và 100% tươi sạch, không chất bảo quản với công suất lên tới 100.000 hộp sữa trên giờ. Sản phẩm được chứng nhận đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 512017 bit và tiêu chuẩn ISO 22000 về hệ thống quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm. Tại các điểm trường tiểu học, khu đô thị, siêu thị và chợ dân sinh, Mộc Châu Milk cũng tổ chức hàng loạt hoạt động quảng bá nhằm thay đổi thói quen, hảo ngọt của người tiêu dùng, góp phần nâng cao chất lượng sống cho người Việt Nam. Sản phẩm mới được đánh giá có hương vị thơm ngon, ngọt dịu dễ uống và tốt hơn cho sức khỏe. Hơn 60 năm chọn hướng đi khác biệt, Mộc Châu Milk đã tạo vị thế riêng vững chắc trong thị hiếu người tiêu dùng, từng bước tạo thói quen uống sữa tốt cho sức khỏe. Với hệ thống phân phối trải dài từ Bắc vào Nam, Mộc Châu Milk đã và đang trao tận tay người tiêu dùng những sản phẩm sữa tươi sạch, mát lành và giàu dinh dưỡng từ thảo nguyên xanh. Nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.